Đầu tiên thì sẽ ném qua smoke che banana, che cuối chuối của thằng Twist. Tôi đếm là cái thanh này, 1 này, 2 này, 3, nó thanh này, kéo xuống dưới đây. Nó đây các bạn thấy có một cái đường này. Đấy, một cái đường nó chạy như thế này này. Cái thanh này 1 2 3 thanh thứ 3 này. Kéo thẳng xuống chạm vào cái đường này, nó ở chỗ này. Smoke nhảy ném. Đấy, nó sẽ như thế này. Đây là quả smoke của thằng Twist ném. Thực ra thì ném quả smoke này phải có quả bom lửa thằng đi đầu nữa. Đấy, quả bom lửa như này nữa. Bạn nào chạy qua quả smoke thì dính bom lửa. Tôi thí nghiệm cho các bạn. Quả lửa này. Đấy, chuyền ném lửa đấy thôi. Là gần như là những thằng hay đẩy banana nó gặp hai quả bom này nó sẽ không đẩy được. Tại vì sao? Các bạn không có tầm nhìn. Một smoke che mắt các bạn không nhìn được địch ở đâu. Là địch mè về đấy các bạn thấy không, tầm nhìn rất là hẹp. Vì vậy chúng nó sẽ không đẩy nữa. Đây là cái trò để trích để chuyên chặn những tiếng đẩy banana. Thực ra thì thằng này nó ném quả smoke này nó còn có thể. Quả smoke mình căn lại một lần nữa, cái thanh thanh thứ một thanh này, hai thanh này, ba thanh kéo xuống dưới bằng cái chỗ gỗ, chỗ gạch nhám 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 ấy, để ném này. Đấy, sau đầu nó còn thêm một quả flash như này nữa thì địch mè không bao giờ đẩy. Tôi thề các bạn không bao giờ đẩy, flash này nổ ở đây. Và tất cả những cái góc nhìn từ hướng banana này vào đều bị mù hết. Một quả flash rất là đẹp, chuyên để chặn đẩy banana. Và chắc chắn nó sẽ không đẩy nữa. Flash đứng ném thôi, qua cái máy thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái này được này. Một cái địt con này. Từ. Treo lên cầu thang. Hoặc cái này được này. Đấy. Các bạn thấy không? Những quả flash ném cũng giống nhau thôi. Đây là cách một quả smoke đầu tiên. Tiếp tục quả smoke của thằng lồn này. Thôi quả này tôi đéo biết ném. Thế là xong. À đây đây. Quả ném che pit. Đây. Đúng hay không? Chuẩn này. Đấy, quả smoke che pit đây. Rất là dễ thôi. Các bạn xuống cái hốc này. Các bạn đứng cạnh kịch kim ở góc vuông này. Đấy, kịch kim. Các bạn nhìn thấy không cái gạch nhám nhám đây ở đây không? Có một cái gạch nhám nhám nhỏ lòi ra. Chúng ta sẽ giật chốt nhảy ném. Thế là nó che pit thôi, rất là dễ dàng. Đấy, chúng không che pit chính xác. Quả lầu của thằng Brolin ném như thế nào nhỉ? À, quả lầu của thằng Brolin ném ra. Cái địt con mẹ một cái gì đây? Ôi. Ôi. Biết rồi. Xoài có phòng này anh em ơi. Cỏ vạch này, đây cái vạch ở giữa này, các bạn thấy không, có ba cái đường này, một đường này, đường ngang này, hai đường ngang này, và ba là cái đường ngang này. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái đường ngang giữa, đặt tâm ở giữa này. Golden thì trên này, cắt từ cái này lên này, cái đường thẳng này, chúng ta dóng lên trên này, đến cái gỗ này, đoạn này, này. Đấy. Thì phải có thêm một quả smoke ở dưới này nữa. Chỗ này là ba quả smoke. Cái bài này là bài ba quả smoke. Đúng rồi, thì phải thêm một quả smoke nữa của thằng Cream Z. Smoke của Cream Z nó này tiết lồi rồi nhỉ. Tôi bắt đầu thì mẹ mày điên đảo đấy. Chỗ này có một cái G, chắc chắn chỗ này có một cái G. Xem. Chuẩn. Cái gì con mẹ mày. Phải lổn luôn. Trình độ ném smoke của mình thì mẹ mày. Học một lần thôi. Làm thực hành được rồi. À, nó sẽ là ba quả smoke. Và có thằng này nữa. Này. Đấy. Bây giờ quả thằng dễ lưu nữa. Nó sẽ như này. Đấy. Quả dây lưu nó nổ đây thôi. Đấy. Đấy. Hoàn hảo. Và sau đó thì đến lúc lên thì bọn nó sẽ ném flash đi này. Và còn thêm quả súng nối nữa. Quả súng nối nữa thì căn cái tường này. Bạn ném vào cái chỗ trái lọ hoa. Các bạn nhìn thấy không? Cái lọ hoa bằng gỗ này. Đấy, cũng bốn cạnh này. Cạnh này thôi. Đấy, đây là quả súng nối rất là đẹp. Dễ đúng không? Đấy, dễ mà. Gì đâu. Đúng là sinh ra để đi học ném smoke.
Kết quả smoke của thằng Bolon thực ra không phải có smoke che, có smoke che dưới thì cũng được, cao lên một tí thì phải. Không, vừa đấy mình không nhầm thì mình chắc chắn với các bạn luôn là bọn Fnatic thiếu bom, nó mới ném hai quả, thực ra nó phải là ba quả. Đây, đây là quả Bolon nó ném xuống, nếu mà thiếu bom thì nó sẽ ném như này. Nhưng bài này mình nhìn nhiều team ném rồi, bài này mình nhìn rất nhiều team ném rồi, à, nó chuẩn phải có ba quả, phải cắt cả lầu nữa, nếu không thì thằng lầu ra rất là nguy hiểm. Các bạn hình dung cái bài này mà lầu ra thì mẹ như này nhá, có hai quả đấy nhá, thì mẹ nó bắn chết thằng lầu ngay, chuyện rất bình thường. Nên nó chuyển úp mặt tránh con lát này, tham minh bắt đầu ra nó bắn chết thằng lầu ngay. Bài này phải có ba quả, một quả ở đây này và một quả của thằng Roland trên này nữa. Roland sẽ ném cái quả này, đấy, căn đúng cái vệt ở giữa này. Đây nhá, tôi nói với các bạn luôn một điều, cái gỗ này gióng sang đây thì đây là quả smoke mắc ở đoạn trên chỗ xe ủi. Còn nếu các bạn kê tâm lên một tí nữa thì là quả smoke sẽ rớt xuống. Đây tôi sẽ ném cho các bạn quả này, quả rớt xuống này và thấp xuống. Thế thì con mẹ mày vãi lồn ạ. Đây nhá, quả smoke này là quả smoke rớt ở gần thành lầu này, cao lên một tí đây, quả smoke. Đấy, một quả smoke sẽ rơi xuống dưới, một quả smoke sẽ rơi sâu hơn. Tôi sẽ đi, có mẹ hai quả đều mắc à. Đây, quả rớt xuống là quả lồn cao một tí nữa. Nếu quả smoke là thật là đau đầu. Đi mẹ, thấp xuống tí nữa. Đấy, quả súng cũng rớt xuống thì nó là thế này. Nói chung là hơi đau đầu, nhưng đại loại là quả súng cũng rớt xuống, anh em phải cắt ở đây thì nó chuẩn hơn. Thằng đi lầu nó không phải ném quả súng đấy đâu. Mình xem các team bắn rồi. Đây, chỗ này có một cái G, bạn đi và các bạn sẽ thấy. Đây, tôi đéo biết cái G lồn gì đây này. G gạch này sao này. Các bạn đi vào cái G này, cái kim này, các bạn căn cho mình nhá. Cái chỗ đây có một cái vệt này. Đây, một cái vệt này, một vệt này, hai vệt này. Các bạn thấy không? Nó như kiểu cái khớp của ống tre ấy. Đấy, dóng lên, thẳng lên, kéo từ cái này sang ngang. Đấy, tạo thành một tam giác vuông. Đấy, ba cạnh của tam giác vuông. Đây là góc vuông. Đứng ném quả smoke thôi. Rất là dễ. Quả này không cần nhảy ném. Đấy, chuẩn là như thế. Thằng này thì ném quả nhảy ném mình vừa nói rồi. Đấy, thằng đi lầu ấy sẽ là thằng ném quả smoke này. Đi lầu thì căn quả smoke ở đây. Vâng, vệt ngang gỗ ấy. Đấy, thằng đi lầu sẽ ném quả này nữa. Đấy không? Ba quả smoke nó sẽ cắt ngang một đường smoke ngang luôn. Sau đó các bạn xuống pit cũng dễ dàng thôi. Quả đây tam rồi thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ném quả Glaive cho anh em xem. Thằng Gold Glaive thì nó lại học quả, nó quả smoke này. Đây là cái lông tóc con sư tử ấy rồi. Đi con mẹ, phải lồn. Đi con mẹ. Có vẻ ghê. Con này ấy thì xem nào, có one way. Đi mẹ đeo one way rồi. Cho lên thùng này đeo one way còn kín thế. Con này thì đứng đây, đứng đây đéo ổn lắm, góc này dễ nhìn quá. Đấy, con này căn dễ thôi. Anh em học con này cũng được. Con này nếu mà đánh các bom thì cũng hay. Đây nhá, cái con sư tử với lông thìa ra này, anh em thấy không? Đấy, cái lông này này. Đấy, lông này này. Đấy, mình vừa bắn vào cái lông của nó đấy. Thì các bạn đặt tâm, đúng tâm vào giữa cái lông thôi. Nhảy ném, bắt là vào. Bài này thì chuyển các bạn đi ở đây nhá. Các bạn ném vào xuống các bạn nhá. Nhá này không có gì, các bạn ra bạn ném một con lửa pit này. Quả lửa bằng pit này, lỗi cho bạn bút quả flash thôi. Có thể quả flash như này này. Đấy, quả flash, à quả flash trong sai này, hoặc là như này này, quả flash này. Sau đó các bạn tăng vào thôi. Tăng vào đầu tiên phải check bên này trước. Địch đầu tiên nó chỉ có 1 này, 2 này, 3 này, 3 góc có thể đứng được. Và không thấy gì thì bắt đầu check ngược bên này. Đấy, thế thôi. Quả đấy cũng là một quả smoke hay, các bạn có thể học được. Nhưng mà ném được quả smoke này thì các bạn phải ném cả cái quả smoke cắt nối này nữa. Hai quả smoke này kết hợp với nhau thì nó có hiệu quả. Đây, quả smoke cắt nối đây. Và quả smoke nhảy ném này. Phải có quả smoke cắt nối, nếu không quả smoke này nó sẽ trở nên rất thiếu hiệu quả. Vì sao? Vì bây giờ nhá, các bạn ném quả smoke như này, các bạn tăng vào bom đi, mẹ có một thằng nối nó đứng ở đây. Địt mèo đứng ở chỗ này, nó không bị che, nó đứng hẳn, nó cương skill luôn, nó đứng ở trong thư viện nó bắn ra thì các bạn ra đây các bạn sẽ bắn được nhiều hơn.
bạn chạy đến chỗ này sẽ bị pit này, đầu này, cả chỗ này nó ba hướng kẹp thì rất là khó, phải tách ra được. Xong rồi quả lửa, à quả lửa, giờ đến lượt quả lửa rất hay của thằng Cream Z, nhưng mà nó em lỗi. Đây rồi, nó sẽ căn ở đây thì phải, thế như mình nhớ không nhau. Hơi sâu, nó phải cháy chân cái cột này cơ, còn này hơi sâu, vị trí thì có vẻ đúng không, hơi sâu. Có lẽ là thấp xuống tí nữa. Vậy là Grim thì nó ném quả này lỗi. Rồi. Mẹ đéo cháy vào cái cột à? Lôn mẹ nha mày. Thấp phải cao đây. Đây, địt con mẹ mà quả lửa nó phải như thế này. Ui, quả lửa mình ném vãi cả lồn ạ. Ui. Ờ đúng rồi. Đi mẹ đấy, quả lửa nó như thế này anh em ạ. Đấy nhá, ném quả lửa này là bình thường nhá, lên mid nối, lên mid rất là đơn giản thôi. Đây, ném quả súng mid nối. Súng mid nối thì bình thường mình ném đây thế này. Đấy. Không nhìn đâu, có khe đấy nhưng mà không nhìn đâu. Chả nhìn cái lồn này, không có nhìn đâu. Đấy, bây giờ số không biết nối mình ném như này. Đấy nhá, hai cái tường này mình cho vào chặn vào cái chỗ này. Mình căn một cái dây này thôi, mình ném thôi. Đây, số mốc chèn nối này. Sau đầu ném con lửa như của mình. Các bạn thấy không? Một số mốc chèn nối. Sau con lửa, căn vào cái góc vuông này. Các bạn sẽ căn vào cái vết nào. Đây, đây một cái vết thỏi ra này. Các bạn thấy không? Một cái vết thẳng đứng thỏi ra. Các bạn kéo cao lên bằng cái ô cho nhỏ này. Đấy. Nhảy lên, thế là xong. Rất đẹp, cháy luôn cả vào chân cột. Đến lúc đấy nhá, địch nó chỉ có đứng ở góc này thôi. Bên này thì bị lửa cháy rồi, chỉ đứng ở đây thôi. Nên lúc đấy chúng ta lên mid rất là đơn giản. Này, này, thêm một quả như này nó chắc chắn một trái một phải. Bắt đầu vào, địch con mẹ vào tâm luôn ở đây. Địch cho mẹ bắn luôn vào góc này, chỉ có mỗi nó đứng ở đây rồi. Không một chỗ nào đứng được, nếu mà chúng nó cương. Thế là xong. Hôm nay học được quả lửa này hay phết, hiệu quả để bắn solo rank. Quả lửa này bắn solo rank rất là tốt. Cái bịt con mẹ mày. Mình nhảy chỗ này trượt được nhiều. Lửa này khá là dễ. Ok, được đấy. Còn quả flash còn level với em ném nhá. Em ném một quả như này này các bạn. Sau đầu lại thêm một quả nữa. Đấy, chúng ta thì thấy hai quả flash. Một quả flash là nó sẽ nổ ở đây để cho thằng off phải lùi về. Một flash nó sẽ làm cho thằng off phải lùi về. Quả này là thường để piston đi bắt off. Đấy, hai quả flash liên tục. Flash thứ hai chắc đéo đã mù nhỉ. Nổ này mù hơn luôn chứ. Nhắm lỗi. Tôi chỉ nhìn qua thôi. Thứ hai chắc phải mạnh hơn. Cái gì con mẹ. Đấy, quả thứ hai phải mạnh hơn. Đấy, quả thứ hai nó phải nổ như thế này này. Chính xác là như thế này này. Để thằng off, bình thường mấy thằng bắn off đây đúng không? Nó sẽ dính quả flash đầu tiên, nó sẽ chạy về. Nó chạy về đây. Thế là đi mẹ ăn thêm quả này nó trắng xóa. Thế là cả một đội biệt đội eco sẽ đuổi theo. Hiếp dâm phần thật của off. Và như vậy là có thể giành chiến thắng. Are you a VN set go streamer yet bro? Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cả những quả flash để chiếm ngược banana. Đây là một quả flash hay này. Các bạn thể ném để chiếm ngược lại banana, mù hết những thằng đã chiếm banana. Hoặc cũng có thể các bạn ném những quả flash, quả này đứng cẩn thận hở tay nhá. Quả này bọn nó cũng dùng nhiều. Đây cũng là một quả flash để chúng nó dùng nhiều chiếm ngược lại banana. Bọn G2 nó cũng quả flash như này. Đấy, cũng là một quả này ném. Ui, quả này các bạn căn đủ lực. Đấy, căn đủ lực. Rất hay, chúng ta thấy quả flash nổ. Cái vị trí nó cũng vãi lồn. Để chiếm ngược lại banana.
hoặc nhiều bọn thì nó chiếm bằng quả flash này. Tuy này 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 này, đây đều là những cái quả flash mà các bạn có thể để làm cho cái thằng lồn đứng ở trên này mù đấy, hoặc là đứng ở city mù đấy, thằng đứng check ở đây mù, mục đích là nó làm cho thằng đấy mù để nó chiếm lại banana thôi. Sấm mốc ngách thì rất là đơn giản. Đây, chúng ta nhìn thấy hai đứng kịt kim ở góc này. Ok chưa? Vâng, đứng kịt kim. Đây nhá. Cái quả sấm mốc này, các bạn thấy không? Cái góc vuông này, các bạn kéo ngang ra này. Đấy, cái góc vuông này, các bạn kéo thẳng lên thành một góc vuông, thành một, đây người ta gọi là tam giác vuông đúng không? Đây là cái cạnh của góc vuông. Đây quả sấm mốc ngách. Nếu mà nó lỗi con này chỉ có trường hợp là thằng nào nó nhảy nó đá quả sấm mốc như thằng tuyết vừa lấy thôi. Đấy là quả sấm mốc ngách. Còn đây là quả sấm mốc city, có ô cửa khóa này. Đấy, đứng vào ống khói này, cái chỗ khói cao nhất này. Đấy, sau đây là sấm mốc ngách. Thường thì vào B chúng nó sẽ ném bom như này này, một flash như này, một flash như này, đến đây là bom, sau đó flash nó cứ tán lên trời thôi. Đấy, nó cứ tán này, bạn thấy không? Sau bắt đầu tất cả bọn này cứ đi sau, flash sẽ nổ sau lưng, nhận nổ trước mặt bọn trong bom. À vừa nãy mình thấy có quả lửa của thằng lồn kia, cũng đáng để học, tại mình hay bị thằng lồn nên ném. Quả lửa quát đây, quả lửa quát thì nó như thế này. Đây các bạn thấy không, cái máy này nó cắt ở đây. Chúng ta xuống cái một điểm nhấn này, sang một tí. Đoạn này ném như này. Đúng, đứng này được rồi. Đấy, có lửa đây, các bạn thấy không? Đây cái vết này các bạn kéo sang phải một tí thôi. Các bạn ném. Đây nhá, đây là có một cái điểm giao giữa hai cái ngói. Các bạn, từ chỗ này các bạn kéo sang phải một tí, các bạn ném. Ok, đã xong. Trong nhóm quả lửa vừa nãy nó ném là ở đây, đi coi mày. Trời. Cháy rất khó chịu luôn, đi con mẹ mày, đéo cho mày đứng trên tầng 2. Được, có lửa đây được. Bố mày ghét mấy thằng đứng tầng 2 vãi luôn. Đây, mấy quả lửa lên để ném. Đây quả lửa này đi. Lỗi. Còn quả bom nữa không nhỉ? À quả flash đầy banana. Đây quả flash đầy banana. Mình dạy anh em đi ném quả này này. Đi kim đây này. Đây các bạn thấy cái máy không? Đấy, cái máy này. Các bạn kéo được cái máy ra đây thôi. Đấy. Các bạn thấy không? Flash. No. Xấu. Quả này không được. Nhờ. Đây nó là đoạn dưới này. Ném cẩn thận, nó đập vào cái máy này đấy nhá. Ném thấp thấp xuống một tí. Đấy, flash này thôi. Flash như này, chúng ta thấy có flash nổ trên máy. Nếu mà bọn kia rớt B thì sao? Thì quả flash cần phải sang trái tí nữa. Đấy, quả flash này rất là đẹp. Thì mẹ rớt B này. Con mẹ flash nổ. Thế là cái thằng đầu tiên bên phía city side nó ra, nó chỉ việc bịt mẹ mày, bịt mẹ mày. Đấy, rất đơn giản. Hai quả flash thì thôi, mù trắng xóa. Trong khi đó thì đây cũng quả flash cũng rất là hay, mình dạy mọi người luôn. Căng ten này. Đấy, thì ném ở đầu này này. Mục đích của quả flash này là gì? Để chiếm lại chuối. Thường thì mất chuối đúng không? Thì một thằng nó sẽ đứng ở đây này. Căn thăm mình nó nghe thấy thằng kia lên xe bò rồi, ném bố mấy quả flash. Thế nó ném quả flash này nổ phát giạt ra, đi mẹ xe bò, đi mẹ xe bò. Đấy, xong rụt vào, xong rụt vào luôn được, hoặc là có thể đẩy bọc cát tùy anh em. Bom mìn nhiều quá nhỉ. Một quả gì đúng nhỉ, nãy mình học một quả nào mình quên nhỉ anh em nhỉ. Học nhiều đi mẹ rồi, sách vở nhiều quá. Nết này thì rất đơn giản nhá. Nết để ném vào chỗ thằng ọp hay đứng. Chỗ này anh em muốn check ọp anh em cũng nhảy đây. Nhảy tránh phải, à còn nhảy check nữa. Một cái nữa chúng ta học được nhảy check của thằng Shippy. Đây nó nhảy check như này này các bạn này. Đấy không, đừng giặt ra đây nhá, giặt ra đây bịt mẹ nó bắt chết đấy. Đấy nó chỉ đến cái chỗ gỗ này, nhảy check này. Đấy. Đấy. Thì là nó sẽ nhìn được bên phải của banana, các bạn thấy không? Đấy, nhảy check như này các bạn lấy thông tin, các bạn không mất bom. Mấy kẻ nó bò lên kiểu gì các bạn nhìn được. Đấy. Đây là cách nhảy check từ solo B, cầm tay của quả sấm mốc, hoặc là nó nhảy check từ bên phải sang. Đấy. Nhảy check bên phải sang cũng là một kiểu nhảy check khá là khó chịu. Đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Nhìn thấy địch phát có thể chạy về luôn, đi mẹ mày. Đây. Chạy về luôn. Đấy.
Hôm trước mình thấy có thằng lùn nó ném qua smoke đi này. Ủa con mẹ vãi cả lùn. Đấy, ném qua smoke này, thả flash luôn. Chạy vào thằng Divide vào đấy. Nó ném qua flash, nó định ném qua flash như này này. Đây, nó thằng Divide vào đấy chạy. Nếu mà chuẩn nó sẽ ném qua flash như này này. Đấy, sau đầu nó ném thêm một quả nữa vào như này. Đấy, sau đó ra đây nó bắn. Thế là bọn những mù chẳng xóa hết, bọn kia chạy qua quả smoke mà. Còn có bom nào nữa không nhở? Hết rồi đúng không? Hình như là mình đã ném được gần hết rồi. Một số bom ấy của mình cũng... Từ đấy giờ hai team ném bom khá là ít. Như vậy là hoàn thành nhiệm vụ ném bom rồi. Thôi ra ngoài uống cốc nước vậy.